liên kết với bên cơ quan thuế, nó khác với cái tài khoản của em thông báo lên sở kế hoạch. Em hiểu không? Thông báo lên sở kế hoạch là để em thông báo là à tôi có những tài khoản này, còn em làm cái liên kết giao dịch ngân hàng với thuế để em nộp thuế qua mạng nhá, nó khác nhau nên rất là nhiều các bạn là hay hay bị nhầm cái chỗ này. Thì đầu tiên là em phải vào trang trang thuế điện tử của em thì em đăng nhập là mã số thuế gạch ngang QR nhá, phải mà gạch ngang QR. Em nhập mật khẩu xong xong em vào cái phần quản lý tài khoản này này. Quản lý tài khoản thì ở đây nó sẽ hiện lên của em là ví dụ như có ngân hàng hay không, thì đây là đang chưa có ngân hàng nhé, có nghĩa em chưa được đăng ký. Sau đó thì em vào cho chị cái phần là thay đổi thông tin dịch vụ ở đây, thấy chưa? Đấy, thì ở đây nó sẽ hiện lên cái phần ngân hàng của em này. Thực ra nó hiện lên như đây nhưng mà em chưa được đăng ký đâu. Em bây giờ em nhấn là đăng ký bổ sung ngân hàng nhé. Đấy, đăng ký bổ sung ngân hàng. Nhấn đăng ký này. Bây giờ em chọn ngân hàng của em là ngân hàng gì, Ngân em chọn hàng nông nghiệp phát triển nông thôn nông Việt thôn Nam. này, sau nhấn tiếp tục nhé. Ok nhà chị. Ok, cái này của em nó cứ bị hiện lên, nếu mà không được cái tẹo nó đưa sang Google Chrome. Em đánh tên chủ tài khoản là tên công ty của em vào đây. Như em copy ở trên bên trên xuống cũng được rồi. Đây này. À không copy được. Ừ em copy được, em copy xuống cho nhanh. À, em paste vào. Xong nhá, em đánh số tài khoản ngân hàng vào đây. Xong kẹo nữa em đổi luôn cái email ở đây này. Đây này cái chữ email này để nó gửi thư về email của em nhá. Ừ. Hết chưa? Kiểm tra đúng nhé, kiểm tra đúng không nhầm. Ừ. Em nhấn, nhấn tiếp tục đi. Rồi, em cắm chữ ký số vào chưa? Nếu mà bình thường ra thì em chỉ cần cắm chữ ký số vào như này là em ký và gửi, nếu mà được luôn là ok. Sau đó thì em sẽ tải cái mẫu của cái ngân hàng nông nghiệp ấy. Em tải mẫu về xong em điền điền đầy đủ thông tin, sau đó thì em mang cái mẫu đấy ra ngoài ngân hàng, em nộp cho ngân hàng thì ngân hàng sẽ tự làm cái liên kết của tài khoản ngân hàng của mình vào với cái chi cục thuế của mình nhá. Đây có khả năng là ở bên chỗ này của em chưa được, chữ ký số có khả năng là Java chưa được. Còn nếu như mà được xong rồi nhá thì đây chị bảo luôn này. Ký và gửi không được thì làm sao được chị nhỉ? Từ từ đợi chị xem Java cho. Đây nha, chị hướng dẫn luôn cho em cái mẫu để em tải về đã nhá. Thế nào cho con cãi cho dễ chị ạ? Thế này cãi nó Thế em vào chôm đi. Đây chị bảo này, em vào trang nhận tờ khai này, nó rõ là. Đây này, thông báo hệ thống này. Đây nhá, em vào chỗ hướng dẫn các bước đăng ký và thực hiện nộp thuế điện tử ấy. Kích vào đây nhá. Đây này, hướng dẫn các bước đăng ký nhá. Của em thì các ngân hàng này là liên kết được. Em tải mẫu ở bên dưới này. Có phải là bước 1 của em là đăng ký sử dụng nhá. Ở trang nộp thuế được chưa? Là vừa nãy mình nếu mà mình ký được là trong bước 1 nhá, bước 2 là em tải. Bây giờ em tìm cái thằng Agribank em tải mẫu về. Xong rồi em đúng rồi, xong em điền đầy đủ thông tin xếp ký đóng dấu đem ra ngân hàng nộp là xong nhá. Đâu nhỉ, cái thằng Agribank đâu, em nhìn thấy chưa? Rồi em đại xuống rồi. Rồi đấy nhá, thế là xong nhá, xong hai bước.
là sau đó thì em sẽ đợi 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 bên thuế gửi mail về báo của em là hồ sơ đã thành công nhé. Bây giờ chị hướng dẫn em lại ký lại nộp cái này vì vừa Chị nãy nó ơi, đang thay lỗi đổi ra. cái email. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong phần liên kết ngân hàng với cơ quan thuế để nộp thuế qua mạng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mình xin giới thiệu một chút là mình là Huế, Huế Chi Kỳ, mình chuyên dạy kế toán online trên toàn quốc. Các bạn có thể đăng ký kênh YouTube của mình để xem nhiều video về kế toán online Huế Chi Kỳ hơn. Kênh YouTube của mình là Kế toán online Huế Chi Kỳ. Các bạn có thể vào video free Kế toán online Huế Chi Kỳ. Đây là một loạt các video mình hướng dẫn. Ngoài ra thì mình có các video học thử của các khóa học tổng hợp lên báo cáo tài chính của công ty thương mại. Mình dạy dành cho những người bỏ kế toán đã lâu, những người ở chuyên ngành khác chuyển sang cũng như là sinh viên mới ra trường. Khóa học thứ hai là khóa học tổng hợp lên báo cáo tài chính của công ty sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu. Khóa học thứ ba là khóa học tổng hợp lên báo cáo tài chính công ty xây dựng và thương mại. Khóa học thứ tư là khóa học tổng hợp lên báo cáo tài chính của công ty thương mại và dịch vụ. Tất cả các khóa học đều có video học thử ở đây các bạn có thể xem. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn thành công.